nay là một ngày thứ hai mà mình cũng đã hoàn thành xong KPI của ngày hôm nay rồi, khá là ok. Bây giờ thì mình đang nghỉ ngơi một tí, xong một tí nữa thì mình sẽ đi tập pickleball. Dạo này hay đi tập cái đó tại vì là nó vui, kiểu kiểu cardio này, xong rồi kiểu được tiếp xúc với nhiều người làm mình cảm thấy tinh thần ok hơn, nên là mình khá là prefer. Xong rồi mình phát hiện ra là chị Michelle, chị Ashley B. Choice, mọi người biết chị không? Có một series mới vlog thôi, có nghĩa là hồi xưa thì mình xem vlog của chị rất nhiều, lâu lắm rồi mình lại thấy xuất hiện một cái video mà mình cũng đang hào hức xem, dễ thương dễ thương. Đấy chính là điểm mình thích ở YouTube đấy mọi người, có nghĩa là mình theo dõi được cuộc sống của một người trong suốt một khoảng thời gian, sau đó có thể lặng một chút, có thể xuất hiện nhiều một chút, nhưng sau đấy một khoảng thời gian ấy thì mình cảm thấy là có lẽ là mình cũng đồng hành với người ta một chút, mình cũng hào hứng với những sự thay đổi trong cuộc sống người ta, mình cũng mình không biết nữa, có một sự đồng cảm nhất định, nên là chắc đấy là lý do mà mọi người xem vlog của mình đúng không? Cho dù là mình toàn là linh tinh nhưng mà thôi kệ đi. Mình tin rằng các bạn xem vlog của mình từ trước đến nay xong suốt một khoảng thời gian dài như vậy rồi, mọi người cũng đã một phần nào đồng cảm với mình, trải qua với mình tất cả những cái biến cố, tất cả những chuyện vui chuyện buồn, và mình cảm thấy rất may mắn, rất biết ơn về chuyện đấy ấy. Nên là mình sẽ cố gắng chăm chỉ nha. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi xem vlog một chút. Chiêu. Mình mới làm lông mày này mọi người. Đó. Lamination, nhưng mà mới làm nên nó còn hơi đậm một chút. Chắc vài ngày là nó sẽ nhạt đi thôi. Sau rồi tí nữa thì mình sẽ dẫn mọi người đi tập pickleball với mình nha. Chiều nay thì mình đã quay được phải kiểu 3-4 cái video ngắn ngắn ấy. Tối nay thì mình sẽ cố gắng làm thêm một chút việc giấy tờ nữa, cố gắng đạt những cái mục tiêu nhỏ cho bản thân thôi để có thể tăng dần động lực. Cố lên, cố lên. Lại là chuối béo, chuối ơi, chuối ơi, chuối ơi. Chuối. Bắt cái tay. Mình đi tập đây mọi người ạ, đây là outfit đi tập của mình, mặc một cái quần gym, mình vẫn chưa mua đồ tập gì cả. Tại vì không biết nữa, thấy hơi lãng phí, vì mình không muốn mua linh tinh ấy. Ở trong thì mình mặc một cái áo tập là áo quay, để tí nóng quá thì có thể cởi ra nè. Đó, vậy thôi. Hành trang đi tập pickleball nó rất đơn giản. Vợt thì mình vẫn đang mượn ở cái chỗ mình tập. Bây giờ đi nha. Let's go. Đi tập vui mọi người, đi tập đi. Hello mọi người, mình đã đến sân Tony. Chuẩn bị vào giờ tập, bạn mình vẫn chưa đến. Nên là chờ bạn mình một chút. Quay thời tiết thay đổi dễ ốm dã man, mọi người nhớ cẩn thận đừng để ốm nhá. Vào tập thôi. Đã được cho mượn vợt. Hôm nay là một sự loang lổ. Hôm trước là có cái vợt màu hồng xinh phết, nhưng hôm nay bọn mình vẫn đang tập, kiểu thầy mình cho ấy, quay tóc tai kinh khủng mọi người, nóng quá rồi. Cũng khá là vui nha mọi người. Tỏ ra là em giống chơi thể thao hơn được không? xong rồi, bây giờ sẽ đi ăn, đói quá trời luôn ấy. Chơi đi về hả? Chúng ta đói sau khi tập là một biểu hiện tốt đúng không? Không! Đúng rồi! Không bao giờ! Đúng rồi! Không bao giờ! Đúng mà! Không bao giờ! Với những người đang muốn tăng cân, không phải giảm cân! Không bao giờ! Ăn thịt
bát cho nó nhiều thịt. Rất nhiều protein sau tập, cho dù cũng hơi không heo thì lắm. Đi tập xong thật là vui. Hôm nay thì mình có hẹn đi ăn trưa với bạn, với Hồng Anh và Mi. Mi mới từ Anh về mọi người ạ, nên là phải đi gặp Mi. Bây giờ mình sẽ đi ăn trưa. Mọi người đang rủ đi ăn bún ngan, bún miến ngan ở Lý Nam Đế. Là một cái hàng mà mình cũng chưa ăn thử bao giờ, nên là ăn thử nha, xem có ngon như hàng bình thường mình hay ăn không. Đây, giao diện ngày hôm nay rất là bình thường. Từ hồi mà mình cắt mái thì mình suốt ngày đội mũ. Đi nhá. Chụp lại một cái là nó ăn ra hết rồi, chưa thấy bạn đâu. Chờ chờ đi, chờ chờ. Còn mấy phút thôi. Mày hẹn 11 giờ 45 à? Tại vì tôi nghĩ các bạn. Tối nay thì mình có hẹn đi nghe nhạc sống. Dũng Hoàng tự dưng rủ mình, xong có cả anh Ninh, xong rồi mình rủ luôn cả Mi nữa. Nên là bọn mình sẽ đi nghe nhạc sống ở On Day. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người theo nha. Lên đầu ngày hôm nay mình mặc một cái chân váy đen và đi giày trắng như thế này. Tại cái váy này nó có cái đường chỉ màu trắng nên mình đi giày trắng luôn. Đó. Outfit ngày hôm nay khá là lâu lắm rồi thì mình mới có cảm giác là kiểu lên đồ ra ngoài hang out với bạn buổi tối. Đúng là dạo này mình ít đi chơi thật mọi người ạ. Đợt này thì Mi đang về Hà Nội, thế nên là mình tranh thủ đi chơi với Mi nhiều hơn. Đang đánh son này mọi người. Hôm nay thì bọn mình có hẹn đi ăn với một người em ở bên UK. Ăn sen tí lâu rồi không ăn. Ngon phết. Đói lắm bạn ạ. Hồi nãy tôi uống cốc cà phê xong cồn hết cả bụng. Bạn cũng đói á, sáng bạn ăn gì rồi? Ăn bát cháo. Cháo gì? Cháo gà tại hôm qua rằm ấy, người ta lùn gà. Sáng nay tao ăn cháo đậu. Cháo đậu gà. Ngon mà, không lắm. Cháo đậu gà. Đấy, sáng bạn mình đã đi tập được một ca, mình chảy thây. Hôm nay bọn mình sẽ ăn sen tế, lâu rồi mình ăn sen tế. Nó nhỏ, khối nhỏ. Tôi ở đó. Không biết em Đức đến chưa nhỉ? Hello. Long time no see. Bạn đến và đi như một cơn gió, vlog được bạn có 2 lần, bạn đi luôn rồi, mai bạn đi. Có bạn ấy. Thế thôi phải lại đổi vé. Nếu mà có người đổi vé cho tôi thì tôi cũng sẵn sàng ở thôi bạn ạ. À thế á? Thì tôi nói bố mẹ bạn.